ơi, Tí hỏi chuyên gia hỏi và trả lời về mọi thông tin hot hòn hot đã quay trở lại rồi đây. Tí quay trở lại và mang đến rất nhiều thông tin thú vị. Thế cho nên các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Let's go. À mà chưa được, trước khi bắt đầu Tí phải làm công việc thường xuyên. Đố các bạn biết đó là công việc gì? Ôi giời, đó là đặt câu hỏi đố các bạn chứ còn gì nữa. Đố các bạn biết, chiều ngày 19 tháng 6 vừa qua, tỉnh thành nào tại Việt Nam đã được vinh danh top 7 cộng đồng thông minh thế giới năm 2022? A. Đà Nẵng, B. Khánh Hòa, C. Bà Rịa Vũng Tàu, D. Bình Dương. Không biết các bạn có xem thời sự không chứ Tí tối nào cũng xem đấy, xem thời sự sẽ nắm được nhiều thông tin lắm. Không tin à, Tí trả lời câu hỏi này luật luôn nha. Đáp án D, Bình Dương là đáp án chính xác ạ. Bình Dương đã 4 lần liên tiếp nằm trong Smart 21 và lọt vào top 7 lần đầu tiên năm 2021 cùng các thành phố của các quốc gia như Canada, Brazil, Australia. Năm 2022, sự kiện vinh danh top 7 cộng đồng thông minh thế giới được diễn ra tại Bình Dương và chúng ta cũng đang hy vọng là Bình Dương lại tiếp tục lọt vào top 7 cộng đồng thông minh thế giới năm 2022 với chủ đề phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự tăng trưởng trong cộng đồng. Đây cũng là sự kiện quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Bình Dương sau thời gian đại dịch COVID-19. Sự kiện sẽ có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, các bộ, ban ngành và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong nước, các doanh nghiệp, viện, trường và cộng đồng Bình Dương. Wow, sự kiện lớn như thế, không biết có bao nhiêu khách tham gia nhỉ? A. 100, B. 200, C. 300, D. 400. Đáp án chính xác là đáp án A, 100 các bạn nhé. Sự kiện đã tiếp đón khoảng 100 khách mời nước ngoài, bao gồm lãnh đạo ICF, lãnh đạo một số quốc gia và địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia, các giáo sư, nhà khoa học và diễn giả của một số viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới. Nhà đồng sáng lập tổ chức cộng đồng thông minh thế giới IFC, ông Louis Zajaglia đánh giá cao tỉnh Bình Dương đã được ICF lựa chọn để tổ chức sự kiện vinh danh top 7 cộng đồng thông minh thế giới năm 2022. Ông cho rằng, thời gian qua, ICF nhận thấy cộng đồng dân cư trên thế giới đều xứng đáng được sống trong môi trường phù hợp với khoa học công nghệ là chìa khóa để biến đổi cho cuộc sống người dân tốt hơn. Nói nãy giờ mà các bạn đã biết cộng đồng thông minh thế giới ICF là gì chưa? A. Diễn đàn đô thị thông minh thịnh vượng thế giới. B. Diễn đàn thông minh về đô thị. C. Diễn đàn đô thị phát triển thông minh. D. Diễn đàn phát triển đô thị thông minh thế giới. Ê, hơi sụp cả na nhỉ, nó cứ na ná nhau thế này, bảo làm sao mà phân biệt được. Nhưng theo định nghĩa chính xác thì là đáp án A, diễn đàn đô thị thông minh thịnh vượng trên thế giới ạ. ICF là diễn đàn toàn cầu có sự tham gia hơn 180 thành viên, gồm gần 200 đô thị thông minh thịnh vượng khắp thế giới. Bộ tiêu chí của ICF là một hệ thống các câu hỏi rất sáng tạo, được tập trung vào các nhóm tiêu chí lớn, mang tính nền tảng, giúp cho các cộng đồng có thể đo lường được sự thông minh của chính mình. Việc đạt được yêu cầu của bộ tiêu chí là điều kiện bắt buộc để có thể chính thức trở thành thành viên của mạng lưới ICF. Hiểu đơn giản thì ICF áp dụng công nghệ với mục đích giúp các thành phố hoạt động tốt hơn, nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Các yếu tố quan trọng gồm có cài đặt các cảm biến, hệ thống giám sát, máy tính và kết nối mạng, tích hợp tất cả chúng với phần mềm, trung tâm dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, lưu trữ và khai thác dữ liệu tốt, làm nên các quyết định tốt hơn và tự động hóa cho phép bạn làm được nhiều việc hơn với ít lao động hơn. Điều này mang tới những lợi ích cho cả thành phố và người dân. À, thì ra là như vậy đấy các bạn ạ. Vậy để lọt vào top 7 thì Bình Dương cần thỏa mãn bao nhiêu tiêu chí tại ICF? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Một khu vực lọt vào top 7 trước hết cần thỏa mãn 6 tiêu chí khắt khe đã được kiểm tra tại vòng top 21. Đáp án C. 6 tiêu chí nha.
6 tiêu chí khắt khe gồm nền tảng kết nối băng thông rộng, nguồn nhân lực trí thức, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bình đẳng công nghệ số và cam kết đồng lòng của cả cộng đồng. Đặc biệt tại vòng top 7, ICF còn nghiên cứu đánh giá về chiều sâu nội hàm của chiến lược phát triển của các địa phương. Nhìn nhận vào tính kế thừa, sự sâu sắc và tính kiên định của chiến lược, nhằm cuối cùng tạo ra những giá trị phục vụ cho sự phồn vinh và hạnh phúc của cộng đồng, thông qua việc triển khai những chiến lược đột phá lớn, tiêu biểu là đề án vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, trọng tâm của đề án thành phố thông minh trong giai đoạn phát triển sắp tới, Bình Dương đã được ICF đánh giá rất cao. Ôi, để mà lọt vào top 7 thì không biết Bình Dương đã thực hiện đề án thành phố thông minh từ năm nào rồi nhỉ? A. 2016, B. 2017, C. 2018, D. 2020. Loại được đáp án D. 2020 rồi nha. Chúng ta cùng phân tích một chút nào. Bình Dương đã 4 lần lọt vào top 21. Các nhà thông thái ơi, đến giờ tập đếm rồi nè. Đếm lùi lại 4 năm nào, là 2017 ư? Ôi, không phải đâu, các bạn nhớ lại trừ thêm năm đạt top 7 nữa nha. Đáp án chính xác là A, 2016 ạ. Chơi cái trò đếm số này loạn hết cả đầu nhỉ, tí thì lại giỏi toán nữa, ha ha. Tỉnh Bình Dương đã thực hiện đề án thành phố thông minh Bình Dương từ năm 2016 và luôn bám sát khái niệm chuyển đổi kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo và số hóa. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, học tập kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh các nước trên thế giới, đồng thời dựa trên tiềm năng cùng nhiều điểm tương đồng, lãnh đạo tỉnh và tổng công ty Becamec IDC đã quyết định ký kết nghĩa với khu vực Brainport, Eindhoven, Hà Lan để ứng dụng mô hình 3 nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp. Bình Dương đã bắt đầu một chặng đường phát triển kinh tế xã hội đầy ấn tượng, ứng dụng triệt để chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong những dự án cụ thể nhằm xây dựng và phát triển Bình Dương ngày một thông minh hơn, tốt đẹp hơn và đáng sống hơn. Để mà có được những thành tựu như ngày hôm nay, đố các bạn biết trong mạng lưới liên kết của Bình Dương đã xây dựng mối quan hệ với bao nhiêu quốc gia? A. 50 quốc gia, B. 65 quốc gia, C. 75 quốc gia, D. 85 quốc gia. Đáp án chính xác là 65 quốc gia, đáp án B nha các bạn. Quá trình hướng đến tiêu chuẩn thành phố thông minh cho thấy sự phối kết hợp ăn ý giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Bình Dương đã xây dựng mối quan hệ với hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 20.000 người nước ngoài trên địa bàn, mở ra cơ hội rất lớn để tỉnh nhà hoàn thiện theo hướng thành phố năng động, hiện đại và đẳng cấp. Trong số đó phải kể đến Becamec IDC và đề án thành phố mới Bình Dương, quan trọng nhất là Đại học Quốc tế Miền Đông trong khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Ông Gabor Flui, Tổng Giám đốc Đi Hưu châu Á chia sẻ: "Tôi đã lựa chọn Bình Dương như quê hương thứ hai bởi tỉnh từ rất sớm đã có những cơ chế thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư. Chúng tôi đã đầu tư ở nhiều lĩnh vực tại đây từ năm 2008 và đến giờ vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình." Vậy thì công trình điển hình cho sự phát triển của thành phố thông minh của Bình Dương là công trình nào? A. Trung tâm Thương mại Thế giới, B. Tòa nhà Tower Becamec, C. Đường Thủ Biên Đất Quốc, D. Bệnh viện Bình Dương. Các bạn chọn đáp án nào? Tí chọn đáp án A, Trung tâm Thương mại Thế giới ạ. Có chữ Thế giới chắc là đúng. Trung tâm Thương mại Thế giới Bình Dương là điển hình cho sự phát triển của thành phố thông minh, bao gồm nhiều công trình phức hợp như tòa nhà văn phòng, triển lãm hội nghị, khu mua sắm, khách sạn giải trí. Ngoài ra, trung tâm còn xây dựng hạ tầng mềm, khi tạo môi trường kết nối, hình thành nên các chương trình kết nối giao thương, hợp tác giữa các nhà đầu tư doanh nghiệp, các nhà khoa học, sinh viên. Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới WTCA đã công bố kết nạp Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố Bình Dương trở thành thành viên chính thức của hiệp hội này. Bình Dương có nhiều cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác quốc tế, tạo cầu nối, môi trường để doanh nghiệp trong nước làm ăn với các đối tác trên toàn cầu. Đấy, các bạn thấy không? Cả thế giới đang tiến dần đến với thành phố thông minh, chuyển đổi số và công nghệ. Bình Dương là một trong những điển hình vẽ nên những bức tranh đầu tiên của công cuộc đi lên thành phố thông minh.
Còn các bạn nghĩ tương lai của chúng ta sẽ ra sao nếu có sự tham gia sâu của công nghệ? Hãy comment cho Tí biết suy nghĩ của các bạn với nhé. Nhớ ủng hộ một like, một share và một đăng ký nếu thấy video này hay và ý nghĩa nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!